Thì lúc nãy thì mình cũng có nhắc đến là cái câu chuyện Doraemon á, Duyên nhìn nhận hiện tại Duyên nhìn nhận rất là tích cực. Duyên có thể sẵn sàng nhắc đến nó nè, Duyên cũng có thể nhận lỗi về nó, và Duyên cũng rất là vui khi mọi người gọi Duyên là Miss Doraemon, đúng không? Khi trước đây á, thì với câu chuyện như là Morning about myself hay là câu chuyện về tín chỉ đi, Duyên bây giờ nhìn nhận Duyên cũng rất là tích cực. Có phải cái cách mà mình nói đến nó, mình tâm sự về nó là cái cách dễ dàng nhất để mà đối diện và vượt qua nó không? Thật ra bản thân em suy nghĩ á là chúng ta đều là con người và ai cũng sẽ có những cái khuyết điểm của bản thân mình, và em biết là cái nội lực bên trong của em những cái thời điểm đó nó còn rất là yếu, và mình còn rất là nhiều những cái thiếu sót để mà mình phải cố gắng hơn nữa, rèn luyện và học tập rồi trau dồi. Nên là em nghĩ để mà chúng ta có thể đi đến một cái thành công hoặc là hoàn thiện được bản thân chúng ta thì chúng ta chỉ có một cách là nhìn thẳng vào những cái điểm yếu của chúng ta và chúng ta cố gắng học tập trau dồi nó, và những cái sai sót, những cái vấp ngã hay là những cái thất bại của mình đó thì mình sai ở đâu mình đứng lên ở đó, và mình quan trọng là mình sai ở đâu mình nhận lỗi và mình học ra được những cái bài học, những cái kinh nghiệm cho những cái vấp ngã đó của mình, và nhìn về phía trước, tập trung vào những gì mà mình muốn và mình khao khát có được. Và cũng như là với em á, cái sở chỉ xuyên suốt của mình là gì thôi. Bây giờ với em á, sở chỉ xuyên suốt của em là sự tử tế, là sự chân thành. Thì trong tất cả mọi chuyện em cũng dùng cái sự tử tế và cái sự chân thành của mình để mà đối diện với nó, mặc dù là em biết có nhiều lúc nó rất là tiêu cực, nhưng mà bản thân mình là con người mà, ai cũng sẽ có những lúc mà chúng ta thiếu sót thôi, và chỉ mong là mọi người bao dung hơn với mình. Và thật sự là cái hôm mà em về á, mọi người ra đón em, và trong mọi người mang theo những cái hình ảnh Doraemon đó, là em cảm giác là em được không phải là mình mang về cái chiếc vinh dương miện này, cái danh hiệu này, mà mình cảm giác là mình gọi là sống trong cái sự yêu thương của mọi người vì cái danh hiệu. Mà khi mà mọi người mang cái hình ảnh Doraemon ra, em mới biết được là em sống trong cái tình cảm của mọi người bằng cái sự bao dung của mọi người nữa, rất là lớn. Và có rất là nhiều mọi người hay hỏi những cái câu ví dụ như là có phải Kim Duyên dùng cái hình ảnh Doraemon này nè để giống như là một cái lời đáp trả là anti fan hay Hoặc là là đánh bóng. đánh bóng tên tuổi không? Nhưng mà không, thật sự là khi mà mình đã trải qua cái vấp ngã này, mình nhìn nhận vào nó và mình cũng xem nó như là một cái động lực để mình hiểu là mình đã trải qua rất nhiều sóng gió để mình đạt được cái trái ngọt này, và mình cũng cảm giác rất là biết ơn vì mọi người bao dung mình, mọi người yêu thương mình. Đầu cái buổi chia sẻ thì Duyên cũng có nói là khi mà nhìn lại những cái khoảnh khắc này á, Duyên luôn động lại một cái sự tiếc nuối. Ví dụ như bây giờ là Duyên là Á hậu siêu quốc gia đúng không? Nhưng mà mọi người cũng sẽ luôn gọi Duyên là Á hậu Kim Duyên. Nó cũng chưa có khác mấy so với lúc là Á hậu Hoàng vũ Việt Nam. Duyên có cảm thấy hơi một chút buồn buồn bởi vì là mãi mình thi mãi mà mình không có được gọi là hoa hậu, mình chỉ còn một nhích một chút nữa thôi là mình sẽ được gọi với danh hiệu là Hoa hậu Kim Duyên không? Thật ra bây giờ nha, mà anh nói chữ hoa hậu Kim Duyên nghe em hơi sợ, hơi sượng, có nghĩa là hơi sượng thật sự. Và em nghĩ thôi, cái này là cái góc nhìn cá nhân của em và những cái gì mà em thật sự suy nghĩ là bây giờ mọi người, em rất là thích mọi người kêu em bằng Kim Duyên, và đó cũng là những cái gì mà em cố gắng nỗ lực trong một khoảng thời gian dài cho cái sự nghiệp của mình. Và em nghĩ, em tin chắc là tất cả mọi người bây giờ, mặc dù nó là danh hiệu là Á hậu Hoàng vũ Việt Nam hay là Á hậu siêu quốc gia hay là Á hậu Kim Duyên thì vẫn là Kim Duyên. Và cái quan trọng là bạn ở vị trí á hậu hay hoa hậu, mà cái đóng góp cho bạn vào cộng đồng nó mới là quan trọng, chứ không phải là những cái gì mà bạn có thể làm, mà có thể cống hiến được cho đời, cho người đó, nó mới quan trọng. Còn cái danh hiệu, cái vương miện, cái sát hay là cái ngôi vị, nó cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi, và nó đến nó đi rất là nhanh, nhưng cái quan trọng là những cái giá trị mình để lại nó mới quan trọng. Có một cái câu chuyện là khi mà Duyên về nước á, ngoài câu chuyện là Miss Doraemon đi, mọi người đều hỏi Duyên cái câu chuyện là cái chiến thắng này có liên quan gì đến cái mua giải hay không. Nhưng mà cái cách mà Duyên trả lời luôn rất là tích cực. Tôi mua giải bằng cái sự nỗ lực, tôi mua giải bằng tất cả những cái mồ hôi, sự nước mắt, cái áp lực mà tôi đã đi qua. Nhưng mà cái cách trả lời đó đó, nó cảm thấy bao dung quá, nó bản lĩnh quá, không có một cái chút nào bực tức hết. Hỏi thật Kim Duyên thì có khi nào mà em cảm thấy là hơi tủi thân và hơi bực tức bởi vì tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng mà mọi người đều nghi ngờ cái chiến thắng của tôi không? Thật sự bà nói là bực tức á thì em không, nhưng mà để nói là mình cũng có đôi lúc mình chạnh lòng tại sao mọi người, tại vì thật sự nhá, khi mà em ở bên kia sau cái cuộc thi, sau cái đêm chung kết thì rất là nhiều bạn đến, họ chia sẻ cùng mình, họ nói là
bạn không có win cái vương miện đó, nhưng mà bạn đã win cái trái tim của chúng tôi. Và cũng có rất là nhiều những cái trang gọi là sắc đẹp, chuyên trang sắc đẹp thế giới, họ nhắn tin cho mình, họ chia sẻ nè. Và kể cả là ban tổ chức hoặc là những cái chuyên gia sắc đẹp hàng đầu luôn ấy, họ nhắn tin cho mình cũng rất là nhiều. Nhưng mà mình, em thì lại trong một cái tâm thế mình cứ nghĩ là à, mình đã mang được cái niềm tự hào cho Việt Nam rồi. Dù là á hậu nhưng mà mình vẫn làm, em nghĩ là em đã làm cho mọi người rất là tự hào về mình. Thì em đi về nước với một cái tâm thế là mình cũng thật sự là sẽ được mọi người chào đón trong cái sự yêu thương. Nhưng mà khi mà được đặt ra những cái câu hỏi về việc mua bán giả, em hơi bị sốc. Hoặc là lúc đó em hơi bị sốc. Nhưng mà em nghĩ là không, mình bản lĩnh. Tại vì bản thân mình á, mình có sao mình nghĩ vậy, mình nói vậy thôi. Và cái sự thật là cái điều là gì? Là cái sự tiếc nuối không chỉ của bản thân em mà còn rất rất nhiều mọi người, cộng đồng sắc đẹp, từ những cái chuyên trang sắc đẹp, từ bạn bè trong những cuộc thi của mình. Cái điều đó là cái câu trả lời minh bạch nhất và rõ ràng nhất cho những cái nghi vấn mọi người đặt ra. Và em nghĩ đó cũng chính là cái quả ngọt nhất mà em đạt được. Đó là cái sự tiếc nuối của mọi người dành cho em. Nên là mình cũng, em thì em không bực tức, nhưng mà nhiều lúc mình cũng nghĩ, mình cũng hơi chạnh lòng khi nghe thời điểm đó. Nhưng mà em nghĩ là mình là người của công chúng rồi, lúc nào nó cũng có hai mặt hết. Và câu chuyện nào nó cũng có hai mặt hết, nếu mà mình nhìn về mặt tích cực hay là tiêu cực là do mình chọn. Nên là dạ. Kim Duyên có nhận thấy rằng bản thân Duyên của bây giờ với Duyên của năm 2019 đã trưởng thành và suy nghĩ mọi chuyện nó rất là thoáng đạt, nó rất là tích cực. Dạ, em thật ra em cũng có nhìn lại cái chặng hành trình của mình. Tại vì cái hôm mà em bắt đầu đạt được cái vị trí ngôi vị Á hậu 2 thì em bắt đầu nhìn đọc được rất là nhiều những cái, em được xem rất là nhiều những cái hành trình, cái clip hành trình 8 năm của mình. Và em cũng cảm thấy wow, cô bé Kim Duyên này từ một cô bé miền Tây ngây thơ rồi rất là thẳng thắn, nói chung là nghĩ gì nói đó, và hơi bộc trực, hơi lý lắc. Nói chung là em là một cái đứa rất là nhiều năng lượng á anh. Nên là nhiều khi mình cũng không có kiểm soát được tốt cái năng lượng của mình. Nhiều khi mình lý lắc quá, mình vẫn còn trẻ con quá. Nhưng mà trong cái chặng hành trình này em học được rất là nhiều và em trưởng thành hơn rất là nhiều. Đến thời điểm hiện tại thì mình thấy là mình học được cái gì lớn nhất là cái sự điềm đạm, cái sự điềm tĩnh, cái trưởng thành lên hơn trong cái suy nghĩ của mình. Và quan trọng nhất là cái tình cảm của mọi người dành cho em là cái điều lớn nhất mà em đạt được đến thời điểm hiện tại. Và em nghĩ là ai cũng có cái sự biết ơn đó, thì em rất là biết ơn tất cả những gì đó trong cuộc đời em.